Xin chào mừng mọi người đã đến kênh của Tâm sự chị Tâm tình. Hôm nay em lại có một chút để muốn chia sẻ với mọi người. Đây là điều mà Tâm tình học được, đọc được ở trên mạng và cũng thấy nó rất là hợp lý, rất là hay, thì muốn chia sẻ với quý vị khán giả. Cái này rất là hay. Những sai lầm mà khiến cho những sai lầm của người phụ nữ mà khiến cho người đàn ông thì càng ngày càng muốn rời xa mình. Chị em chúng mình cùng nghe và xem, và cả cánh đàn ông nữa, nghe xem đây có đúng là những điều sai lầm của phụ nữ mà khiến cho đàn ông muốn rời xa không nhé. Phụ nữ, một số phụ nữ bởi tính cách, thói quen, hành vi của mình có thể đẩy người đàn ông đi xa họ hơn. Đó, những sai lầm của người phụ nữ đàn ông ngày càng xa. Thì ví dụ như là nhìn mọi thứ rất là tiêu cực. Các chuyên gia tâm lý thì đã nghiên cứu và nói rằng là nếu mà phụ nữ là cái người mà luôn luôn nhìn mọi thứ rất là tiêu cực, là cuộc sống không phải lúc nào thì cũng phẳng lặng, cũng có lúc này lúc kia, có những lúc có những điều không hay xảy ra, thế nhưng thay vì bỏ đi những cái suy nghĩ luôn luôn u buồn mà chỉ tập trung vào những khía cạnh cuộc sống khiến cho người xung quanh cảm thấy áp lực mệt mỏi, thì là không nên. Không nên luôn luôn tạo ra một cái áp lực mệt mỏi trong cuộc sống, mà cần phải nhìn nó sáng sủa hơn một chút, có một tương lai hy vọng hơn một chút, chứ đừng có nhìn mọi thứ quá tiêu cực. Đàn ông chỉ có thể giúp nửa kia của mình đến một mức độ nhất định nào đó thôi. Nếu như luôn nhìn mọi thứ một cách tiêu cực thì phải sống trong bầu không khí tiêu cực đó có thể làm cho họ cảm thấy chán nản và xuống tinh thần. Khi đó anh ta sẽ không muốn dành nhiều thời gian bên người phụ nữ đó nữa, bởi vì người phụ nữ thì lúc nào cũng than vãn, cũng u phiền. Thực sự ra chả phải người phụ nữ đâu, chả phần phải người đàn ông đâu, mà là người nào cũng thế thôi. Nếu mà sống ở bên cạnh một người mà lúc nào cũng u sầu ấy, không có thấy cái gì, cảm thấy là cuộc đời đẹp sao ấy, thì cũng cảm thấy là chán nản thực sự. Thứ hai là thiếu sự linh hoạt. Với nhiều người, phụ nữ đẹp, thông minh chưa chắc đã thu hút được người đàn ông từ cái nhìn đầu tiên, hoặc là ngay lập tức trở thành bạn tâm giao với họ. Điều quan trọng hấp dẫn đàn ông là sự thấu hiểu. Họ luôn muốn người phụ nữ bên mình là người tâm giao, chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống cùng họ. Nếu như người phụ nữ thiếu cái sự thấu hiểu và thiếu sự tinh tế, linh hoạt trong cuộc sống, không biết anh ấy muốn gì hay đang mệt mỏi ra làm sao, về lâu về dài vợ chồng sẽ có cái quan hệ rất là căng thẳng. Phụ nữ thường có tâm lý về kỳ vọng rất là nhiều về người chồng của mình, về người đàn ông của mình. Họ muốn chồng không chỉ yêu mình mà còn phải biết mọi thứ về mình. Phụ nữ thì thực sự là rất rất là khó hiểu. Thế nhưng mà nói một đằng thì như nghĩ chồng là phải nghĩ được hết, nhưng mà đàn ông thì lại khác. Cô muốn gì, vợ muốn gì, em muốn gì, cứ nói thẳng ra thì anh mới hiểu, chứ đừng có nói ý nói tứ, không thể hiểu được đâu. Đàn ông là như vậy. Các mối quan hệ thì thường tan vỡ khi bạn không còn tập trung vào đối phương mà chỉ quan tâm đến mỗi mình. Khi bạn tập trung vào mong muốn và sự lo lắng và nỗi sợ hãi của bản thân mà không chú ý đến cảm giác của anh ấy như thế nào, về cơ bản bạn đang dần dần tự kết thúc cái mối quan hệ của mình. Đây cũng là cái lý do để làm sao mà đàn ông muốn rời xa mình, mọi người ạ. Cái lý do thứ ba nữa mà hầu hết phụ nữ nào cũng mắc phải, đấy là tính kiểm soát. Muốn kiểm soát chồng. Kiểm soát cũng là điều sai lầm mà hầu hết tất cả các phụ nữ đều mắc phải. Người phụ nữ thường có tâm lý là để ý tiểu tiết, rồi với bản tính đa nghi, nhạy cảm vô cùng, có những cái gọi là tự cho mình là có giác quan thứ 6 ấy, thì luôn luôn coi những mọi thứ nó rất là phức tạp. Đặc biệt là những cái người chồng nào mà đã có cái lỗi lầm trước đây ấy, thì sau này tất cả mọi thứ lời của anh ấy nói ra thì đều có sự nghi ngờ ở trong đấy. Họ thường không bao giờ tin tưởng chồng và muốn kiểm soát tất cả mọi thứ. Ngược lại, đàn ông nhiều khi họ cần có không gian riêng tư, yên tĩnh để suy xét mọi thứ, mọi việc quan tâm khác. Với việc kiểm soát và kiểm soát một cách quá chặt chẽ thì sẽ làm cho người đàn ông cảm thấy ngán ngẩm và đôi khi là phát điên lên ý. Khi anh ấy là người đàn ông có tâm lý, có nghĩa là có cái việc mà không giấu được ấy, có những cái mà rất muốn giấu nhưng mà lại lỡ để cho vợ đọc được hay là nhìn thấy được, mà
mà lộ mất cái bí mật của người chồng ra rồi thì người chồng cảm thấy rất là khó chịu, rất là khó chịu, và lần sau là không muốn gần vợ nữa, không muốn ở gần nữa, bởi vì là sợ lộ mất thông tin. Ví dụ như là không phải là việc của hai vợ chồng, anh ta biết được, anh chồng anh biết được cái bí mật của vợ chồng của anh bạn thân chẳng hạn, anh bạn thân anh ấy có tâm sự với cả chồng rằng là đấy, bây giờ tôi tình hình tôi như thế và muốn là bây giờ anh là bạn của tôi thì tôi muốn tâm sự với anh, muốn tìm hiểu, tâm sự có thể là nhắn tin chat chít với cả chồng, và muốn là cái việc này là chỉ hai thằng đàn ông biết với nhau thôi. Thế nhưng vì vợ là một người kiểm soát chồng rất là chặt chẽ, luôn luôn kiểm tra điện thoại của chồng, luôn luôn kiểm tra ví của chồng, thì bất chợt có thể là đọc được cái tin nhắn đấy của chồng chat với cả bạn chẳng hạn, thì biết được cái thông tin đấy thì lại quay ra hỏi chồng, thậm chí là có khi lại có những người là chia sẻ luôn cái thông tin đấy của mình cho vợ của người bạn mà đã chat với chồng. Thì thành thử ra là anh ta đã bị lộ cái bí mật giữa hai người đàn ông mà anh ta đã từng hứa với cả người bạn là sẽ là bí mật của hai chúng ta thôi. Như thế là một cái hành động cực kỳ là nguy hiểm, và đàn ông thì hoàn toàn không thích cái điều đấy. Thực sự ra mình là phụ nữ, mình cũng không thích cái điều đấy, là xem được bí mật của người khác. Tiếp theo nữa là điều thứ tư là cằn nhằn và chuyện bé xé ra to. Thực sự ra mà nói thì phụ nữ là hay cằn nhằn và đàn ông là người không thích cằn nhằn, nhưng cũng ngược lại có những người đàn ông là họ cũng lại hay thích cằn nhằn. Thế nhưng mà hầu hết thì là đàn ông người ta không thích cằn nhằn, không thích nói nhiều, nói thì nói một lần hai lần thôi, chứ cứ đai đi đai lại, nói đi nói lại là người ta cũng không thích. Là cái việc về nhà cứ nói nhiều quá, nhắc nhiều quá, và đôi chút là kiểu như là có cái chuyện nhỏ thôi thì chuyện bé xé ra to, xong rồi cứ nói đi nói lại, ngày nào cũng đai đi đai lại, thì thực sự ra là mệt mỏi. Sự cằn nhằn thì không giải quyết được vấn đề mà còn tạo ra một mớ hỗn loạn khiến đàn ông thêm bực. Người càng nói nhiều thì lời nói càng mất giá trị, và nếu như người vợ cứ mãi lải nhải về cái chuyện đó dẫn tới coi như là cái câu chuyện đấy nó không còn giá trị nữa, thì đàn ông họ cũng sẽ cảm thấy rất là khó chịu và sẽ xa lánh bạn dần. Cái điều thứ năm tiếp theo nữa là cãi nhau với chồng trước mặt người khác. Đàn ông người ta sĩ diện rất là cao mọi người ạ. Tất nhiên là đàn nào thì cũng có sĩ diện thôi, kể cả đàn bà hay là đàn ông. Thế nhưng mà đàn ông là người có một cái sĩ diện rất là cao, đặc biệt là trước mặt bạn bè. Họ có cái lòng tự trọng rất là cao. Kể cả là ở nhà có thể là mắng chửi hay là nói thế nào hay sang nữa, đàn ông cũng sẽ im. Thế nhưng mà trước mặt bạn bè mà làm cho anh ta mất sĩ diện, mắng chửi chồng hay cái gì đấy thì coi chừng. Đó, coi chừng, cái điều đấy là điều cực kỳ là tối kỵ đối với đàn ông mọi người ạ. Việc cãi nhau hay là quát nạt chồng hay là người yêu trước mặt người khác được coi là một cái hành động rất là coi thường, và điều đó là chạm đến cái lòng tự ái của người đàn ông. Hơn nữa là cách cư xử này càng khiến bạn và chồng bạn là sẽ rời xa nhau rất là nhanh. Đấy, cái điều đấy là mình khuyên mọi người rằng là cực kỳ là hạn chế nhé, và nói chung là cứ nên tránh được càng nhiều càng tốt. Cái thứ năm nữa là quên mất không dành cái thứ sáu là quên mất không dành thời gian lời khen, không dành lời khen cho chồng. Nói chung là cũng nên khen người đàn ông, nhiều khi cũng như là người là đứa trẻ con, thi thoảng cũng rất thích được khen ngợi vỗ về, ít khi khen chồng tạo áp lực là nhiều đàn ông rất là chán nản, được dần rời xa. Đấy, đôi khi rằng là ra đường mà có những cô gái vừa thơm tho sạch sẽ rồi lại tự dưng lại cứ hay khen mình, cũng thấy thích. Ai cũng thích khen, phụ nữ cũng thích khen, đàn ông cũng thích khen, nhưng mà đừng hạn chế lời khen với chồng. Đừng có hạn chế lời khen với người yêu của mình. Nếu như được khen thì cũng là cái khiến cho cái lòng tự trọng của người đàn ông là được vun đắp thêm, và cho anh ấy thêm một cái lý do rằng là thấy là bạn cũng rất là dễ thương và cũng công nhận được những cái mà anh ấy có được. Ví dụ như là khen đẹp trai cũng được, mặc dù là hàng ngày vẫn nhìn thấy nhưng thỉnh thoảng vẫn khen, thì người đàn ông đấy sẽ có thể là chăm chút hơn, rõ ràng là vợ có để ý đến bề ngoài của mình, cho nên là hôm nay có cái gì khác đấy là biết ngay, khen ngay hoặc là có ý kiến ngay. Không phải là cái gì đấy to tát cả,
những cái việc rất là đơn thuần hàng ngày thôi, cũng giống như là phụ nữ thôi, là chúng ta cũng thích khen và đàn ông cũng thích khen. Đó, thì chúng ta không nên quá kiệm lời và cũng nên khen, rồi nấu những món ngon, rồi là nói chung là đấy là những cái điều mà mình cảm thấy rằng là mình đọc được cái bài này nó rất là hay và chia sẻ với tất cả mọi người. Em thấy điều này rất là đúng ấy, mọi người ạ. Thì đây cũng coi như là một cái bài học cho chúng ta, và chúng ta cùng làm sao mà để cho cái gia đình cảm thấy càng ngày càng khăng khít hơn nhé. Chồng không bị chán chúng ta, rồi chồng cũng đi làm rồi cũng muốn chỉ muốn về nhà với vợ với con, ví dụ như vậy. Chồng em cũng đi làm suốt thôi, công việc ở ngoài cũng đi làm suốt thôi, là thỉnh thoảng chồng về nhà là không muốn chồng phải mệt mỏi hay làm cái việc gì ở nhà. Thì chúc quý vị khán giả luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc trong cuộc sống, làm sao chúng ta có những cái kinh nghiệm gì, những có cái tâm sự gì, những cái điều gì hay thì chia sẻ với nhau. Em sẽ cố gắng để làm sao mà có được nhiều những cái kinh nghiệm hơn, rồi những cái câu chuyện hay hơn để chia sẻ đến quý vị khán giả. Xin kính chúc quý vị khán giả là một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc và luôn luôn tràn đầy niềm vui, năng lượng trong cuộc sống. Quý vị khán giả yêu quý, nhớ đăng ký kênh, ủng hộ cho em để nghe được những câu chuyện hay hơn, vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn nhé mọi người nhé. Xin cảm ơn và tạm biệt quý vị khán giả.